Karim Benzema ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid tại La Liga vào ngày 20 tháng 9 năm 2009 đến ngày 22 tháng 9 năm 2021. Anh đạt con số 200 bàn. Khi trận đấu giữa Real Madrid và Mallorca kết thúc, đích thân chủ tịch Florentino Perez đã xuống sân và trao tặng cho Karim Benzema chiếc áo đặc biệt mang số 200. Florentino Perez chỉ thích thành công. Real Madrid cũng không phải là câu lạc bộ hạng xoàng. Perez sinh ra chắc chắn là dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Khi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Real Madrid năm 2000, ông trùm ngành xây dựng ngay lập tức bắt tay vào xây dựng dàn Galacticos đầu tiên. Perez không ngại chi cả núi tiền lẫn tâm tư cùng thủ đoạn để nhận được những cái gật đầu từ Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham và người ngoài hành tinh Ronaldo. Năm 2009, Florentino Perez trở lại Real Madrid. Vẫn thói quen cũ, ngài chủ tịch không ngán việc tiếp tục chi tiền để hoàn thành công cuộc xây dựng dàn Galacticos 2.0. 254 triệu euro đã được chi ra để đem về sân Bernabeu những Kaká, Cristiano Ronaldo, Alonso, Benzema, chỉ có những ngôi sao lấp lánh và hàng tấn tiền. Đó là đề tài trò chuyện chung của cả thế giới khi đó. Để sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 Kaká, Real đã tốn 92 triệu đô la Mỹ cho AC Milan. Sau đó Real sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 131 triệu đô để mang quả bóng vàng 2008 về Madrid. Cristiano Ronaldo, thành viên đắt giá thứ 3 trong đội ngũ tân binh mùa hè năm 2009 của Real Madrid, được gọi tên chân sút trẻ mới 21 tuổi người Pháp. Karim Benzema, 57,4 triệu đô là số tiền mà Real Madrid đã bỏ ra để sở hữu tiền đạo đầy hứa hẹn này. Theo báo giới Tây Ban Nha, chính Zinedine Zidane đã tiến cử Benzema lên Perez. Theo Lyon, câu lạc bộ đã đồng ý bán Benzema cho Real, mặc dù Man United cũng nỗ lực hết sức để theo đuổi thương vụ này. Đội bóng nước Anh sẵn sàng chi 45 triệu euro cho Benzema, và có lúc việc Benzema đến Anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Không có gì cản trở việc cậu ấy tới Man United. Nhưng Real Madrid đã tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức có được Benzema ngay trước mặt Man United. Ngày 10 tháng 7, trước sự chứng kiến của hơn 20.000 cổ động viên thành Madrid, Karim Benzema đã chính thức có màn ra mắt tại sân Bernabeu. Khác với màn ra mắt của Kaká và Cristiano Ronaldo, Benzema lại chưa nhận số áo chính thức vì anh đã khước từ chiếc áo số 19 của Clark Hunterla và đang chờ đợi đội bóng cấp cho anh chiếc áo số 10 ưa thích khi đó đang thuộc sở hữu của Wesley Sneijder. Trước khi trở thành số 9 có thâm niên phục vụ lâu nhất, mạnh mẽ và trách nhiệm nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi đó cựu tiền đạo Lyon mang áo số 11. Nhìn lại tình hình khi đó, so với hai đàn anh đã quá tên tuổi là Kaká và Ronaldo, Benzema trở nên lọt thỏm. Nhưng điều gì đã khiến Real muốn có được Benzema một cách quyết liệt đến như vậy? Trong 9 mùa giải thi đấu bên cạnh Ronaldo, Benzema chỉ có vỏn vẹn một mùa ghi được trên 30 bàn vào năm 21 tuổi. Đó là mùa 2011-2012 với 32 bàn. Chúng ta khi nhìn vào thông số này có thể hiểu rằng Benzema luôn có khả năng ghi 25 bàn mỗi mùa cho Real Madrid, nhưng Ronaldo lại có thể ghi nhiều hơn gấp đôi số bàn thắng ấy. Vì thế, sự đa năng của Benzema được tận dụng vào những việc khác. Anh rất tích cực chạy, pressing và phối hợp với các đồng đội xung quanh. Ở Lyon, tôi là cầu thủ ghi bàn. Giờ đây, tôi chạm bóng nhiều hơn. Khi chơi cạnh một cầu thủ có thể ghi bàn gấp 3 lần bạn thì bạn phải thích nghi. Ronaldo ghi 50 bàn mỗi năm và bạn phải thích nghi với trận đấu của anh ấy. Thi đấu với một tay săn bàn thành thục như Ronaldo, Benzema đã biến đổi lối chơi của mình khi khu vực thi đấu của anh nằm bên ngoài vòng cấm. Và rất ít khi anh là trung tâm của những tình huống nguy hiểm trong khu vực 16m50. Nhưng cũng vì thế mà Benzema trở thành đối tác số 1 của Ronaldo. Trong 342 trận thi đấu cùng nhau, Karim Benzema cũng trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho Ronaldo với 47 kiến tạo, đóng góp hơn 1 phần 10 cho số bàn thắng của CR7 tại đây, vượt qua nhiều cái tên khác như Gareth Bale, Mesut Ozil, Di Maria hay là Marcelo. Ở giai đoạn đầu khi cập bến Real Madrid, Karim Benzema cũng gặp vấn đề ở việc ghi bàn và được tờ Marca ví là một Anelka mới. Anh cũng phải nhận sự chỉ trích từ người hâm mộ đến mức Zinedine Zidane đã lên giúp người đàn em đồng hương rằng chính tôi cũng từng bị chỉ trích khi mới ở đây 2 tháng. Nhưng sau đó, cầu thủ người Pháp đã dần bắt nhịp được với đội bóng. Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm của Pháp vào năm 2011 và kể từ đó cũng là một phần không thể thiếu của câu lạc bộ. Tuy nhiên, trở thành một phần không thể thiếu không đồng nghĩa với việc có những vinh quang lớn nhất lại Real Madrid, bởi vì đây là một tập thể toàn sao và hơn hết là những ngôi sao mới luôn xuất hiện. Trong giai đoạn này, Benzema thi đấu dưới trướng của 5 huấn luyện viên khác nhau: Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez và Zinedine Zidane. Và có một điểm chung duy nhất, đó là chưa bao giờ có một huấn luyện viên nào phàn nàn về thái độ tiêu cực của Big Ben. Ngoài biệt danh chú mèo lười,
Benzema còn được mệnh danh là chú mèo ngoan ngoãn khi anh luôn chấp nhận hy sinh để chơi với bất cứ vai trò nào của bất kỳ huấn luyện viên nào. Ở giai đoạn sau này, khi Real Madrid thành công nhất tại Champions League, anh không còn đạt được hiệu suất ghi bàn lẫn kiến tạo cao như trước nữa. Có một giai đoạn mà chính huấn luyện viên Zidane cũng đặt câu hỏi về việc liệu anh có xứng đáng xuất hiện trong đội hình chính của Real Madrid hay không. Và cũng đến mãi ngày 26 tháng 5, tiền đạo này mới có bàn thắng đầu tiên trong một trận chung kết Champions League, khi anh có pha cản cú ném bóng của thủ thành Loris Karius mang về chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp và cũng là thứ 13 của Real. Đó có vẻ như là khoảng thời gian tụt dốc của chính Karim Benzema. Rồi bỗng dưng sau đó, Cristiano Ronaldo chia tay Real Madrid sau 9 năm gắn bó để chuyển tới Juventus. Các cổ động viên của đội bóng này càng tiếc nuối hơn khi câu lạc bộ đánh mất một cầu thủ quan trọng đến vậy, và họ cũng không tin là chính Benzema có thể đảm nhận vai trò trở thành tay săn bàn chính của câu lạc bộ. Ronaldo rời đi, Gareth Bale lại thích sân golf hơn sân bóng. Bộ ba BBC tan rã nhưng vẫn còn đó một Benzema sẵn sàng để bước ra ánh sáng. Trước đây có một người ghi hơn 50 bàn mỗi mùa trong bộ ba, và vai trò của tôi là kiến tạo. Tôi thi đấu để hỗ trợ Cristiano Ronaldo. Chúng tôi trở thành đối tác ăn ý. Tôi luôn tìm kiếm anh ấy trên sân để giúp anh ấy ghi nhiều bàn hơn. Nhưng giờ đây, tôi là người dẫn dắt hàng công, do đó tôi phải tạo ra sự khác biệt. Tôi rất hạnh phúc vì đã có thể chơi thứ bóng đá đích thực của mình. Trong suốt 9 năm Ronaldo chơi cho Madrid, Benzema ghi được 192 bàn sau 412 lần ra sân. Một thành tích không tồi. Và khi CR7 rời khỏi Bernabeu, Benzema trình diễn một phong độ chói sáng hơn rất nhiều. 193 trận đấu, 111 bàn thắng, 27 kiến tạo, chỉ trong 4 mùa giải, Benzema đã ghi hơn 50% số bàn thắng anh có được trong 9 năm sát cánh cùng Ronaldo. Chưa hết, mức độ tham gia vào lối chơi của Benzema cũng tốt hơn khi không có Ronaldo ở bên cạnh. 90 kiến tạo trong 9 năm và 38 đường dọn cỗ trong 3 mùa rưỡi, không còn phải lo lắng về việc làm thế nào để cạnh tranh vị trí với các đồng đội và đối thủ. Như một con mãnh thú được tháo bỏ xiềng xích, Karim Benzema thoải mái vẫy vùng trên sân cỏ và ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Và đỉnh cao chính là ở mùa giải 2021-2022, mùa giải mà chúng ta được chứng kiến một Benzema đáng sợ nhất. Như được uống suối nguồn tươi trẻ, Benzema ở tuổi 34 là một Benzema thăng hoa nhất. Đeo trên tay tấm băng thủ quân của đội bóng Hoàng gia, mèo lười nước Pháp từ chỗ là người hỗ trợ cho Ronaldo đã hoàn toàn là thủ lĩnh hàng công của Real Madrid. 44 pha lập công sau 46 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 27 bàn tại La Liga, 15 bàn tại Champions League và 2 bàn ở siêu cúp Tây Ban Nha. Không chỉ bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân thêm đặc biệt, Benzema như ngon đuốc dẫn đường cho Real Madrid sau kỷ nguyên của Ronaldo. Nói về mùa giải Champions League thành công nhất của Benzema vào năm 2022, hầu hết các pha lập công của Benzema cho kền trắng đều là các bàn thắng hết sức quan trọng. Chính Benzema lập hat-trick giúp đội bóng của anh ngược dòng giành chiến thắng trước Paris Saint-Germain ở vòng 1/8. Xuất sắc hơn, ở vòng tứ kết gặp nhà đương kim vô địch Chelsea, Benzema đã lập lại cú hat-trick ở trận lượt đi và đóng góp thêm một bàn thắng ở lượt về để chính thức trả món nợ một năm trước đó. Cũng chính Benzema với 3 bàn thắng sau 2 lượt trận tại bán kết với Man City đã mở toang cánh cửa và chơi trận chung kết cho Real Madrid. 10 bàn thắng sau 6 trận knockout, cân bằng thành tích phi thường của Cristiano Ronaldo tại đấu trường danh giá nhất lục địa giải cấp độ câu lạc bộ. Dẫu cho Benzema không lập công ở trận chung kết Champions League, nhưng chiếc cúp tai voi thứ 14 sẽ không thể về Bernabeu nếu không có Benzema. Rio Ferdinand, huyền thoại của Man United cũng có một phát biểu năm đó: "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Benzema không được khắc tên lên quả bóng vàng năm nay. Benzema cứ như phép màu, luôn tạo khác biệt." Không chỉ Rio Ferdinand mà tất cả người hâm mộ lẫn giới chuyên gia đều tin rằng không ai xứng đáng hơn Benzema chạm tay vào quả bóng vàng năm 2022, và điều đó đã thành sự thật. Nhưng quan trọng hơn cả, với tài năng cùng sự tận tụy suốt những năm tháng đã qua, Benzema đã thoát khỏi cái bóng của Ronaldo để rồi nhận lấy sự thừa nhận và thán phục của cả thế giới. Bàn thắng hay danh hiệu để có giá trị, nhưng chúng không phải là tất cả. Cristiano Ronaldo phải luôn cầu nguyện vào mỗi buổi sáng và nói: "Cảm ơn Benzema vì đã chơi cùng tôi." Rõ ràng khi nơi này không có sự hiện diện của Messi và Ronaldo, Benzema cùng với Modric và Kroos chính là biểu tượng của giải đấu. Giải ngân hà mà Perez đã mang về Real Madrid hè 2009, ngoài Benzema, chẳng còn ai hiện diện. Benzema đã chứng minh anh xứng đáng với từng đồng tiền cắc bạc như thế nào. Ronaldo có thể ghi bàn và ghi bàn, nhưng Benzema thì khác, vừa là một trung phong săn bàn nhưng cũng là số 9, số 10 và cả một số 9 rưỡi nữa. I'm drunk when I'm sober. You've been turning me inside out. Know that I've lost my composure. It's like I've been stuck in a blackout. Lord.